Thưa quý vị, chỉ mới ra mắt gần đây, thế nhưng chat GPT đã được lan truyền rộng rãi và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người dùng. Chat GPT hay còn được gọi với cái tên đầy đủ là Chat Generative Pre-Training Transformer, một chatbot do công ty khởi nghiệp OpenAI phát triển. Chat GPT có thể được hiểu đơn giản là một AI trí thông minh nhân tạo. Điểm đặc biệt của AI này nằm ở kho kiến thức mà Chat GPT đã học được khi chat gpt ra mắt người dùng muốn tra cứu đã bắt đầu trò chuyện với ai này thay vì tìm kiếm thông tin trên google với sự hiểu biết sâu rộng đa lĩnh vực các thắc mắc của họ đã được giải quyết chỉ sau vài giây công cụ hoạt động giống như một cuộc hỏi đáp giữa người với người đang nói chat gpt có thể trả lời chi tiết và lưu loát trên nhiều lĩnh vực khác nhau chính vì thế nhiều người cho rằng công nghệ này sẽ khiến google phải e rè bên cạnh đó chat gpt còn có thể làm thơ soạn nhạc viết thư thiết kế và thậm chí là cả sửa lỗi trong lập trình nhiều người đã sử dụng chat gpt để làm những việc trên điều này đã khiến cho ai ngày càng thông minh hơn một báo cáo gần đây tiết lộ chat gpt đã khiến ban điều hành của google tuyên bố tình trạng báo động cho hoạt động kinh doanh tìm kiếm theo New York Times, Google đã phải nhờ đến sự viện trợ của Larry Page và Sergey Brin, là hai nhà sáng lập đã rời công ty từ 3 năm trước. Họ đang tham gia trở lại và Google đang triển khai hơn 20 dự án trí tuệ nhân tạo AI khác nhau. Theo CNN, anh Johannes, một môi giới bất động sản mất chưa đầy 5 giây để tạo ra một bài giới thiệu về căn hộ 4 phòng ngủ ở bang Iowa. Bài viết được chat GPT tạo ra sau khi anh Johannes nhập vào từ khóa nơi giải trí lý tưởng, không gian thoáng đẳng thích hợp cho việc thư giãn là những gì được viết trong bài. Người này cho biết nếu tự viết, anh sẽ mất cả tiếng thậm chí hơn. Nó giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Anh Johannes nói với CNN. Chat GPT thậm chí còn giúp anh tinh chỉnh bài viết trước khi đăng bài. Anh Johannes chỉ là một trong số những môi giới bất động sản dùng thử Chat GPT sau khi chatbot này được phát hành vào cuối tháng 11 năm 2022. Nói với CNN, nhiều người thừa nhận ChatGPT đã thay đổi cách họ làm việc, từ đăng bài trên các nền tảng mạng xã hội đến soạn thảo văn bản pháp luật. Chatbot này cũng có thể trả lời các câu hỏi thường gặp và làm những phép tính phức tạp. Trong vòng chưa đầy 2 tháng, ChatGPT đã khơi dậy những cuộc thảo luận sôi nổi. Nhiều người lo ngại chatbot này có thể dễ dàng thay thế con người trong các ngành nghề từ xuất bản đến luật. Đến nay, ChatGPT đã thay đổi cách làm việc của nhiều môi giới bất động sản trên khắp nước Mỹ bởi với họ, phần lớn công việc viết lách thường tốn thời gian. Giờ đây, một số môi giới hoàn toàn phụ thuộc vào chatbot này. Theo một môi giới bất động sản tại Miami Real Estate Group, gần đây một khách hàng nữ của anh gặp vấn đề với căn hộ của mình. Người này đã mua nhà từ trước khi chủ đầu tư bắt đầu xây dựng dự án. Khách hàng của anh đã cố liên hệ với chủ đầu tư trong nhiều tháng nhưng không được phản hồi sau đó môi giới bất động sản này đã chép lại email của vị khách và yêu cầu chat gpt viết lại, nhấn mạnh vào khía cạnh trách nhiệm pháp lý. chat gpt viết về vấn đề đó như một vấn đề pháp lý và thật bất ngờ chủ đầu tư đã tới gặp cô ấy sau khi đọc xong. còn anh frank choles, một môi giới bất động sản thương mại tại state street realty ở miami, dùng chat gpt để tra cứu các mục đích sử dụng được cho phép ở một số vùng và khu vực nhất định tại quận miami dade Chatbot này cũng giúp anh tính toán những khoản thanh toán thế chấp hoặc lợi tức đầu tư cho khách hàng. Anh Charles chia sẻ, tôi có thể hỏi chat GPT về các khoản thanh toán thế chấp nếu mua mảnh đất 14 triệu đô la Mỹ, lãi suất 7,2%, khấu trừ dần trong 25 năm và thông tin về những loại phí liên quan. Chatbot này cung cấp thông tin cho tôi trong 2 giây, thật đáng ngạc nhiên. Ông Matt Grimmer, phát ngôn viên của Gillow cho rằng, ngành bất động sản đổi mới chậm hơn nhưng sẽ sớm chứng kiến những bước tiến lớn. Ông cho biết Gillow không nhận thấy mối lo ngại nào với việc các môi giới bất động sản dùng chat GPT để tiết kiệm thời gian. Chúng tôi không quảng bá hay cảnh giác với chat GPT nhưng vẫn quan tâm tới cách mọi người sử dụng nó, ông nói thêm còn quá sớm để khẳng định liệu công cụ này có đóng vai trò quan trọng trong ngành bất động sản hay không nhưng anh johannes một môi giới bất động sản tin rằng ai nói chung sẽ biến đổi các ngành công nghiệp trong đó có địa ốc